Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay thì mình hướng dẫn các bạn vẽ cái trục xe của xe ô tô taxi. Đây là cái trục ở đằng sau ô tô, mà còn cơ cấu hai bánh, trục nâng đỡ, khối trục cơ bản. Ấm cơ cấu chúng ta được xử lý. Vậy thì chúng ta có cái mặt cắt này. Cắt này nó bao nhiêu? Phần bone. Phần bone. Đấy. Ta xem cái mặt cắt của nó là bao nhiêu. Hay là có được tiền lệ như thế không? Đây là cái mặt phẳng của chúng ta mà chúng ta cần xử lý. Đấy, cái mặt phẳng này sẽ là 5, 125, 725, 25. Ra nó di chuyển cái tọa độ này. Đấy, thì ta có được cái điểm này. Đấy,
hình như thế là chia ra được cái tọa độ cần thiết, chúng ta cần phải xử lý là bao nhiêu. Nói chung là nó cũng đơn giản thôi. Thước là bao nhiêu? R của chúng ta là 8 này. R chúng ta là 8. R là 8. Chúng ta có mặt này đây. 30, 80, 60. Chưa qua. Hồ sơ của mình có để lại hay như thế nào? Có nghĩa là mình là ngoại tình, nó chuyển lên phải tính từ sang tháng 1 thì nó mới nộp hồ sơ đi. À thế à? Tầm tháng 2 mới được nhận. Thế tiền là vẫn cứ đoàn như thế thôi, không thay đổi gì không? Tính là 1 năm mà. Nghe vẫn nối tiếp được không? Ừ. Mẹ từ tháng 1 tháng 2 mới nhận đây gì? Ừ, tháng 2 mới nhận. À. Hẹn lại rồi gì? Chạy 2 triệu trả ra đơn nào, nhấp xem rõ lắm.
hoàn xuôi đầy đủ. Khách có đích mua. Nó có một đơn này, em nói thật với chị, cái đơn này của em nhờ nhà mua. Xịt cho nó có. Mình chẳng ác nói phép là người nhà mua nên không nói gì mà chỉ cười. Hỏi con bán hàng ở đấy thế, rất là người ta bán không có xuất đi rất là ít lắm. TikTok nhiều hơn đúng không? Thôi, ngày nay nay đùa đi. Ngày nay công tác không? À, từ nay rồi. Shopee nay thì nó nhiều người đâu mà xem. Xem nhưng có mua đéo đâu. Ừ, ừ, mà mấy người xem trước đã. Anh rút em cái máy tính. Ba đứa, muốn đúng một đơn. Ai mà có, bé kia nó mà là cái bên vận chuyển họ không qua nhận là chị không thấy có một đơn chị ngại không 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 gì đấy không để họ qua đấy nó nói là sao nó mang đây nó hỏi thế thôi chứ cần qua ở các điểm này còn phải in cái phiếu mà à. In phiếu dưới cái đứa mà nó không 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 có kia đấy à vãi trên thương này mình là hơn 2 triệu anh thua gì tiếp shop đây 2.722.582 dạ bên nó khóa mẹ shop thì đúng là nhục. Bố thế thì đéo hiểu luôn không đặt nhầm số lượng đặt lại ngay hôm trước mình là số lượng to mình hủy cơ không biết là nó tính là không chưa biết còn chờ mấy nữa biết. Ừ, hôm trước không có chết ngay ừ hôm trước đâu không chết nhỉ mấy hôm đặt mùng hai mùng năm chết mấy hôm đâu hôm. Đặt mấy hôm đầu tiên là đặt một hôm lần đầu chưa chết. Ừ, đặt sai. Tài khoản vừa anh mở là còn dùng chung mạng ấy chứ. Thế chết chứ đúng rồi. Chưa chết. Ăn gì nữa. Đằng sau nó chết. Không, mạng ảo hóa rồi mà. À đúng rồi. Không 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 gì được, không chung nữa. Chẳng qua không đặt, không đặt thôi. Không mua. Mình mà đặt nhầm không mua nhưng mà số lượng lớn quá. Mình không biết lần này mới là chưa biết. Phải chờ hồi sau mới biết rõ. Ừ.